Lâm Vĩ Dạ mang thai lần 3, Trường Giang lật tẩy, chính chủ bịt miệng không kịp. Thông tin vợ chồng Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt đang mang thai lần 3 đang là tâm điểm khiến cõi mạng xôn xao. Trường Giang Nhã Phương vô tình lật tẩy, chính chủ phải lập tức lên tiếng nói rõ. Vợ chồng Lâm Vĩ Dạ Hứa Minh Đạt và hai cậu con trai Bánh Mì, Xá Sĩ đang tham gia chương trình Nhà Mình Có Nhau. Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình, Lâm Vĩ Dạ đã phải lên tiếng đính chính về tin đồn cô đang mang thai lần 3. Cụ thể, Hứa Minh Đạt, hai con và đồng nghiệp thân thiết đã bí mật tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Lâm Vĩ Dạ ở Tuy Hòa, Phú Yên. Trương Quỳnh Anh, vợ chồng Puka Jin Tuấn Kiệt và vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương đã gửi lời chúc mừng đến Lâm Vĩ Dạ. Trong đó, Trường Giang có lời nhắn nhủ gây chú ý, Lâm Vĩ Dạ là em gái tôi. Chúc em ngày càng xinh đẹp, nhận được sự yêu thương của khán giả. Chúc mọi thứ em mong ước sẽ trở thành hiện thực. Giờ có em bé mới rồi, đi nhẹ, nói khẽ nghe chưa? Lời chúc của Trường Giang khiến Lâm Vĩ Dạ giật mình, nhanh chóng đính chính, anh ơi, em không có mang thai anh ơi. Em mập lên. Trong khi đó, Nhã Phương cũng bất ngờ với chia sẻ của ông xã, phải quay sang hỏi nhỏ để xác nhận với Trường Giang, rằng Lâm Vĩ Dạ có thực sự đang mang thai. Cuối cùng, Trường Giang chốt hạ bằng một câu, không có thì đồn cho có, khiến Lâm Vĩ Dạ bất lực, chỉ có thể cười trừ trước màn trêu chọc của đàn anh. Nghi vấn Lâm Vĩ Dạ mang thai rộ lên từ tháng 5. Khi đó, trong chương trình 7 Nụ Cười Xuân, Lan Ngọc đã khuyên khách mời Hà Nhi không chọn Lâm Vĩ Dạ vì đàn chị đang mang thai, chị Dạ đang có bầu, đừng cho chị Dạ chơi. Sau đó, Trường Giang nói thêm, Lâm Vĩ Dạ đang ươm trong mình một hạt giống, Trương Thế Vinh cũng bật cười tiếp lời, Lâm Vĩ Dạ đang mang trong mình một hạt nhài. Giữa lúc dàn khách mời lộ rõ biểu cảm hoang mang, bà xã Hứa Minh Đạt phải lên tiếng giải thích bụng lùm lùm là do vừa ăn no, chứ không phải mang thai. Trong chương trình, Lâm Vĩ Dạ cũng thoải mái thực hiện các thử thách, trò chơi yêu cầu vận động mạnh. Đây không phải lần đầu Lâm Vĩ Dạ bị đồng nghiệp tung tin đồn bầu bí. Trước đó, Quang Trung từng khiến cả dàn sao Việt xôn xao khi đăng loạt ảnh đàn chị ôm bụng vượt mặt, bên trong hậu trường. Sau đó, Lâm Vĩ Dạ phải lên tiếng cho biết đó chỉ là bé mỡ, do tăng cân mất kiểm soát. Trước đây, vợ Hứa Minh Đạt thường xuyên bị Trường Giang lấy chuyện cô tăng cân để tạo tiểu phẩm, trêu đùa trên sân khấu. Về vấn đề này, nữ diễn viên từng tâm sự với chúng tôi không hề cảm thấy tự ti hay buồn khi bị trêu ghẹo ngoại hình, ngược lại tôi rất thích thú. Mọi người trêu chọc mình chủ yếu để hướng sự tập trung về phía tôi sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Tôi vốn dĩ thấy mình không quá xấu nên khi tôi bị phán xét ngoại hình, khán giả sẽ thương tôi hơn. Lúc đó, những người hâm mộ tôi sẽ nghĩ rằng, Lâm Vĩ Dạ cũng không xấu đến mức bị nói thậm tệ như vậy. Thật ra, tôi là một người có niềm đam mê với đồ ăn và rất thích ăn. Đến một lúc, tôi cảm thấy dường như cân nặng của mình đã vượt quá tiêu chuẩn. Lý do thực sự khiến tôi phải thúc giục bản thân giảm cân là, không thể mượn đồ đi diễn được nữa. Vợ chồng Lâm Vĩ Dạ từng học chung trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi kết hôn vào năm 2010, thời gian đầu cuộc sống hôn nhân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Có giai đoạn Lâm Vĩ Dạ phải tạm ngưng hoạt động để dành thời gian chăm con. Đến hiện tại, cuộc sống của gia đình Hứa Minh Đạt đã ổn định và đầy đủ hơn. Cách đây không lâu, Lâm Vĩ Dạ từng chia sẻ dự định sinh thêm con thứ ba khi hai nhóc tỷ đầu đã lớn. Hiện tại, bé Bánh Mì đã 13 tê uổi và Xá Sĩ đã 11 tê uổi. Nữ diễn viên thổ lộ, nếu như không có con, sẽ không bao giờ có tôi của hôm nay. Con làm tôi thay đổi, thậm chí khiến tôi trở thành một người hoàn toàn khác so với Lâm Vĩ Dạ của trước đây. Ngày xưa cái gì tôi cũng sợ, nhưng từ khi có con là tôi không được sợ. Tôi tự hứa mình phải là chỗ dựa cho các con.